Đây mấy đêm nay bonsai VN có dịp đi qua nhà ông anh Lộc ở suối Cói 2, xã Xuân Quang 1, Phú Yên nhé. Thì mình có anh có cái cây dương khủng mà mình thấy rất đẹp mấy anh em. Thì mình muốn anh em có cần giao lưu liên hệ với ảnh thì mình lên tới tận nhà đó, anh hỗ trợ mình là múc cái cây này, hỗ trợ mình lấy cái cây này. Anh đọc em cái số điện thoại đi anh Lộc ơi. 0383 tiếp 0383 297 678. Gặp anh Lộc tại suối Cói 2, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, Phú Yên nha mấy anh em. Thì cái cây này là dừng lá nhỏ, mình thấy nó đẹp mấy anh em. Đang cho hoa, nó đang trải đọt hoa mà rụng hết rồi, thì bây giờ nó còn lại cái lọc thôi. Bây giờ là mình vô mình quay cái cây này, giá công khai nha, 30 triệu tại vườn anh em mình. Lên xe luôn nhé, anh hỗ trợ lên xe cho anh đầy đủ luôn, giấy tờ nếu anh em cần thì cũng có luôn. Bây giờ cây này là giao lưu tại nhà đó mấy anh em an tâm ha, anh lên xe anh xin giấy tờ mấy anh em mình vận chuyển đi đâu cũng được hết á. Giá công khai là 30 triệu, gặp anh Lộc có cái số điện thoại anh mới đọc này á. Đây này anh em mình thấy là nó còn cái hoa, bây giờ nó có cái đài này, cái đài của nó đây. Bây giờ là vô mình đo cho mấy anh em xem cái hoành gốc cực kỳ khủng, cái cây này cực kỳ khủng anh. Đó, sâu sâu dưới nữa được, đo sâu sâu dưới chút rồi chứ nó vẫn còn nằm trên á. Cái đấy là vẫn còn nằm trên vậy, đo xuống dưới một chút, đo dưới, đo xuống dưới một chút nữa. Đó mình nói công khai vé luôn, anh em gặp anh Lộc thì liên hệ với anh ấy, anh hỗ trợ đây nè. Thấy cái đế đây là do chưa có bươi ra, anh em thấy không? Xét cho bao nhiêu vậy? Độ cô như 220. 220 này mấy anh em. Cái hình thân nó 220 đó. 220 đế mấy anh em. Cái vai quanh thân chứ không có đế, quanh thân thôi, quanh mặt đất. Còn quanh đế nó riêng nha, để đế nó chạy ra này. Mấy anh em thấy là cây nó lắc nó lượng đẹp không? Dưỡng đo thương giữa thứ bao nhiêu? 220 là mình, cái cây này nó gì cây lắc mấy anh em. Cây lắc này nó lắc lượng nó nghệ thuật. Nên là nó mới có cái giá đó, đây giá là giá sân vườn mà cây nghệ thuật mấy anh em mình liên hệ cái này nha. Đây nè. Cái dòng mà co thắt ở đây nè. 140 mấy anh em. 140. Anh em dựng lý ra coi cái cây rất là đẹp đây. Nó lên nó lắc cái chỗ cái đoạn đây nè. Ok nè. Nó lắc đây đoạn đây. Thấy không? Nó lên nó lắc từ cái đoạn này. Nó lắc lên tới đỉnh luôn rồi, nó lắc tay chi nó lắc hết. Dựng ra rồi vườn quay ra ní để cháu quay hết cái cây đó anh em xem. Cây này là cây này rất khủng anh em. Hoành cỡ 220 là quá khủng, cái cây này là phải đó, anh có thể tới đứng cho người ta xem luôn đó. À, đấy. Đúng rồi, dạ. Đó thì gặp anh Lộc á, trên số điện thoại để mình có đọc cho mấy anh em á. Anh em liên hệ giao lưu cây này giá công khai 30 triệu tại đó, nhà anh hỗ trợ. Dạ đúng rồi. Đó, đúng không? Dạ cái đó ok rồi, không cần đo, cái cây này là keo. Cây sông vương mà, lớn lắm mấy anh em ơi. Là nó có cái dáng thế đàng hoàng mấy anh em. Này, u cục đây. U cục mà nó bị bám đá bám gì xuyên trong đây nè, nó có u cục cái kiểu nó là dáng nghệ thuật nè. Mấy anh em thấy không? Đó, nó lắc lượng lên đây nè, không cần cái gốc hết cỡ, cái đây cái gốc cây khô. Đó mấy anh em thấy nó lắc lượng lên tới đỉnh nó lắc cái những cái chiều lắc nó, cái cây nó rất là nghệ thuật, cái cây này dáng siêu nghệ thuật mấy anh em. Rồi anh em cần cái cây này liên hệ với bonsai VN hoặc là số điện thoại của anh Lộc nha. Ông Dượng đo cái hoành thân trên này thứ bao nhiêu vậy? Thân bự mấy anh em. Đó, nó bài dáng bay mà nó u cục đẹp lắm. Tầm mắt nghệ thuật, tầm mắt cây cảnh của mình nói cái này đẹp là đẹp mấy anh em. 75 này mấy anh em. 75. Dạ, hình thân trên là 75, nhánh nó cực kỳ to. Lên nó lắc lượng ở trên này. Mấy anh em mình cắt bonsai hay là cắt cái gì nó vẫn có thế hết. Cây này nó u cục đẹp mấy anh em. Đây. Rồi mấy anh em mình ở suối Cói 2 nha, xã Xuân Lộc. Xã Xuân Quang 1, suối Cói 2, xã Xuân Quang 1. Huyện Đồng Xuân, gặp anh Lộc, số điện thoại anh Lộc đọc lại cho mấy anh Lộc ơi. 0383 297 297 678 678. Rồi mấy anh em gặp ảnh trực tiếp giao lưu với ảnh nhận ông anh ở nhà. Mình giao lưu mấy anh em cây rừng khủng này. Đó, anh em cần thì inbox cho mình nha. Đây, đặc biệt là đẹp nhất mặt đây. Mặt đây là cái đế của nó, nếu mình đào sâu xuống này là sẽ có đế khay, nó đang chảy mấy cái rễ lên kia nè.
cái hồn đế, nếu mà mình đo, ông Dượng đo lại dùm cái hồn đế mà có thể chảy bao nhiêu. Hồi nãy là đo cái hồn thân là 220. Bây giờ mình đo nguyên cái hồn đế mà có thể chảy à, mặt ngang thôi, đo thử mặt ngang, đo cái mặt ngang từ dạ không, cái mặt ngang ở giữa coi. Dạ đúng rồi, bao nhiêu Dượng? Mặt ngang thử. 70 mấy anh em? 70. Đó ông Dượng đo nguyên qua cái đế để luôn cho anh em xem nó lôi cái rễ, nếu mình đào xuống sâu thì nó sẽ có nữa. Cái đế rễ chảy ra nè, dữ dằn không? Chảy nó cuộn lên, thì đế rễ nó đi rễ đế nó luôn, chiều sâu dưới còn dữ nữa dưới. Cây này là nó lắc nó u cục đẹp mấy anh em ơi. Mình mẩy của nó là nguyên đa nguyên kiện luôn. Anh em nào giao lưu cây này inbox về số khỏi trực tiếp gọi tiếp anh nha. Đó, cây khá đẹp mấy anh em. Đây là sân vườn bóng mát luôn á. Anh ngồi lên chơi này, cây này là cây rừng lá nhỏ. Gặp anh Lộc tại suối Cối 2, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Cây này thì ở gần mặt đường luôn mà mấy anh em mình giao lưu thì an tâm mà đi về không có bị sợ kiểm lâm kiểm gì hết á. Nói chung cây này là bảo đảm an toàn mấy anh em khi giao lưu cây này ha. Và xin được phép cảm ơn mấy anh em, và kênh có cần tư vấn gì liên hệ về Bonsai VN số điện thoại 0932411987 nha. Bonsai VN cảm ơn mấy anh em. Và có gì mấy anh em cần thì liên hệ trực tiếp với ảnh nha, không cần phải qua Bonsai đâu. Dáng góc nó khá nghệ thuật không. Rồi cảm ơn mấy anh em rất là nhiều, chúc mấy anh em một buổi chiều vui vẻ, và hôm nay là ngày 1 tháng 5 nhé.